Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được chào đón quý vị và các bạn đã trở lại kênh YouTube của Guru. Trước khi đi vào video, quý vị và các bạn hãy cho kênh một like, share cũng như một đăng ký để ủng hộ cho kênh. Xin cảm ơn. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị và các bạn về dự án cầu vòm thép vượt qua Hồ Linh Đàm nằm dưới gầm vành đai 3. Theo như đã thông tin trong video lần trước thì tiến độ hoàn thành bàn giao cho chủ đầu tư đưa vào khai thác sử dụng sau khi điều chỉnh vào ngày 10 tháng 8 năm 2022. Thì hôm nay là ngày 10 tháng 8 năm 2022. Tôi sẽ đưa quý vị và các bạn trở lại với dự án để xem tình hình thực tế như thế nào. Bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video. Như các bạn cũng đang nhìn thấy thì hiện tại trên dự án này chưa có dấu hiệu đưa vào khai thác sử dụng. Về hạng mục hoàn trả lòng sông thì như các bạn đang nhìn thấy, hiện nay thì trong phạm vi kè để thực hiện thi công phần cầu, nước đã xuất hiện, do vậy là không thể nhìn được phía dưới xem là nhà thầu đã tiến hành nạo vét xong lòng hồ hay chưa. Ngoài ra thì các vách kè chắn thì hiện tại là vẫn còn. Các công nhân thì vẫn đang tiến hành thi công như các bạn đang nhìn thấy ở phía dưới lòng hồ. Về khối lượng so với video lần trước thì theo như quan sát thì nhà thầu đã tiến hành lắp đặt thanh barrier ở ngay đầu đường dẫn vào cầu nhằm hạn chế chiều cao của các phương tiện lưu thông trên cầu. Nhà thầu cũng đang cho công nhân tiến hành lắp đặt đèn chiếu sáng cũng như là các phụ kiện ở khoảng trống giữa hai làn đường ở đường trên cao vành đai 3. Như các bạn cũng có thể nhìn thấy ở trên video. Ở phía đầu cầu bên Linh Đàm thì nhà thầu đã tiến hành là căng dây để không cho các phương tiện lưu thông cho trước khi mà cầu đã được thông xe. Như vậy thì theo tiến độ kế hoạch đề ra là ngày 10 tháng 8 năm 2022, nhà thầu sẽ phải tiến hành bàn giao để cho chủ đầu tư tiến hành đưa vào thông xe khai thác sử dụng thì cũng chưa thể đạt được, và hạng mục nạo vét lòng hồ để trả lại lòng hồ cũng chưa thực hiện xong. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật đến quý vị và các bạn về dự án này trong các video tiếp theo cho đến khi mà dự án chính thức đi vào thông xe. Do vậy thì mong quý vị và các bạn chờ đón xem. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành và theo dõi video thời gian này. Nếu quý vị và các bạn thấy video này có ích thì xin hãy cho kênh một like, share để giúp lan tỏa thông tin đến được nhiều người hơn. Nếu quý vị các bạn thấy cần góp ý chia sẻ thì xin để lại bình luận phía bên dưới. Và đặc biệt quý vị các bạn nào chưa đăng ký thì xin đừng quên bấm nút đăng ký để ủng hộ cho kênh. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các video tiếp theo.